Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 14 tháng 6 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 18 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.851 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vào khoảng 6 giờ sáng nay, một chiếc xe container trong lúc đổ dốc cầu Phú Mỹ, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã lao qua làn xe máy, cuốn hai người vào gầm và gây tử vong. Vào thời gian trên, khi xe container mang biển kiểm soát 51C23319 chạy qua cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 qua quận 2, vừa đổ dốc cầu bất ngờ lao qua phải nơi có dòng người chạy xe máy. Đúng lúc này có hai người đàn ông chạy hai chiếc xe máy mang biển kiểm soát 59C223887 và một chiếc mang biển kiểm soát 50P42911 bị tông trúng, quấn vào gầm. Cả người và xe máy bị xe container kéo đi nhiều mét trên đường. Vụ tai nạn là một người đàn ông khoảng 40 tuổi tử vong tại chỗ. Người đàn ông còn lại bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và sau đó đã tử vong. Cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 2 và quận 7. Thế nhưng đến nay, cây cầu được coi là điểm đen giao thông nguy hiểm, đặc biệt là tại các đoạn đổ dốc cầu. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều công nhân để tiến hành đốn hàng cây dầu có tuổi đời hơn 50 năm trên vỉa hè đường Lê Lợi thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên - Bến Thành, gói thầu xây lắp số 1A. Chi phí thực hiện trong đợt đốn di rời này là gần 200 triệu đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, qua khảo sát trên vỉa hè đường Lê Lợi, đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Pasteur có 28 cây cổ thụ phải đốn hạ di rời. Số cây này có chiều cao trên dưới 30 m và có tuổi đời hơn 50 năm. Sau khi nghiên cứu, Sở Giao thông Vận tải chọn phương án một cây bứng dưỡng và 27 cây đốn hạ. Tiêu chí đốn hạ là các cây có khả năng chinh chồi ngọn kém, sâu bệnh, cong nghiêng, già cỗi, có nguy cơ gãy khi mưa gió. Theo ban quản lý dự án Metro số 1, khi hoàn thành tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, mảng xanh, cây xanh trên đường Lê Lợi sẽ được đầu tư lại, đảm bảo phù hợp với cảnh quan thực tế và hài hòa với quy hoạch của khu vực. Từ năm 2014 đến nay, đây là lần đốn hạ di rời cây xanh thứ 3 với tổng số khoảng 60 cây xanh nằm trên đường Lê Lợi. Tai nạn tự gây ra là tai nạn gây ra bởi chính người điều khiển phương tiện. Tình hình này đang diễn ra hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong 6 tháng đầu năm 2017, trong khi việc kiểm soát và phòng ngừa tai nạn giao thông kiểu này lâu nay vẫn là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, ghi nhận sau tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông tự gây có hậu quả nghiêm trọng, làm 27 người chết. Như vậy, trung bình cứ một tháng thì xảy ra 3 vụ tự gây có hậu quả chết người. Thường là những cái đối tượng tự gây này thời gian từ là 23 giờ cho đến 5 giờ sáng. À, khi xảy ra tai nạn là không có ai cấp cứu. Thành thử ra là có nhiều cái nguyên nhân là gây cái tử vong rất là cao. Đáng lưu ý, qua điều tra hiện trường ban đầu, cơ quan công an đã ghi nhận rất nhiều trường hợp tai nạn tự gây xảy ra do người điều khiển có sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Xuân Mộc trong thời gian vừa qua nó liên quan nhiều đến cái yếu tố là có sử dụng nồng độ cồn. Nó có một cái tỷ lệ thuận với cái vấn đề là vào các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Người sử dụng nồng độ cồn khi đi trên đường sẽ không thể làm chủ được tốc độ tay lái cũng như là không thể có đủ cái tỉnh táo để điều khiển phương tiện. Do đó là nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông và đặc biệt các vụ tai nạn giao thông tự gây. Thường những con đường có mật độ lưu thông cao sẽ là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn hơn. Song đối với tai nạn giao thông tự gây thì tuyến đường nào cũng có nguy cơ tai nạn. Không chỉ xảy ra với người điều khiển xe máy, ô tô lưu thông với tốc độ cao, những tai nạn tự gây cũng xảy ra với người điều khiển xe thô sơ. Tiếp theo thông tin về vụ xe cảnh sát bị hất tung sau khi truy đuổi 30 km, ngay trong tối qua ngày 13 tháng 6, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ hành chính tài xế của chiếc xe Fortuner bỏ chạy và đâm vào xe cảnh sát giao thông. Tài xế xe Fortuner có tên là Trần Sĩ Tiến, sinh năm 1978, thường trú tại thị xã Tam Điệp, Ninh Bình.
Ông Tiến hiện là giám đốc một công ty vệ sĩ ở tỉnh Ninh Bình. Tại cơ quan công an, tài xế Tiến trình bày do biết điều khiển xe chạy quá tốc độ, phạm lỗi nặng nên đã bỏ chạy nhằm tránh nộp phạt. Trước đó vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, trong lúc làm nhiệm vụ tại cầu Rong trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, đội cảnh sát giao thông phía Bắc, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Tĩnh nhận được tin báo xe Fortuner mang biển kiểm soát 15A15584 do Trần Sĩ Tiến điều khiển chạy theo hướng Bắc Nam vi phạm tốc độ nên đã ra yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Tiến không chấp hành mà còn lao xe vào cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng chiếc xe công vụ biển kiểm soát 38A5158 truy đuổi suốt 30 km. Đến ngã tư Chổ thuộc địa phận xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, xe cảnh sát giao thông cố gắng vượt lên chặn đường thì bị Tiến đánh lái chèn lại. Sau cú va chạm, xe của cảnh sát giao thông bị lật nghiêng, xe Fortuner cũng lao xuống ruộng. Rất may không ai bị thương. Để hạn chế tai nạn do cây đổ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khuyến cáo kịp thời tới người dân trên địa bàn thành phố, hạn chế tối đa việc di chuyển ra đường khi có hiện tượng mưa dông gió lốc. Ngay khi có kiến nghị nói trên, ngày 12 tháng 6, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội ban hành công văn về cảnh báo mưa lớn khu vực thành phố Hà Nội. Công văn nêu rõ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Khu vực Hà Nội, từ đêm ngày 12 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 có mưa rào và dông. Đêm ngày 15 tháng 6 và ngày 16 tháng 6 có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ còn có khả năng mưa dông diện rộng kéo dài đến khoảng ngày 18 tháng 6. Người dân hạn chế ra đường khi có hiện tượng mưa dông gió lốc để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Các đơn vị thường trực 24/24 giờ và báo cáo mọi tình huống diễn biến về Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Tổng cục Giám sát, Kiểm tra Chất lượng và Kiểm dịch Quốc gia Trung Quốc cho biết, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, hãng sản xuất ô tô BMW kép của Đức phải thu hồi hơn 86.000 chiếc xe, dòng xe thể thao đa dụng SUV X5 và X6 nhập khẩu tại Trung Quốc do lỗi trục chuyển động. Theo Tổng cục Giám sát Kiểm tra Chất lượng và Kiểm dịch Quốc gia Trung Quốc, nắp vòng bi cầu trước của 57.371 chiếc X5 và 29.407 chiếc X6 được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 4 năm 2013 có thể rời khỏi vị trí lắp đặt ban đầu và khiến vòng bi bị bào mòn khi cát hoặc nước lọt vào. Trong trường hợp nghiêm trọng, khối nấp trục chuyển động có thể bị gãy khiến bánh trước bị mất lực chuyển động. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, BMW kép sẽ thay thế miễn phí những trục chuyển động bị lỗi trên sau khi tiến hành kiểm tra. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Che Việt đã chính thức nộp hồ sơ lên Cục Hàng không Việt Nam xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Riêng điều kiện về phương án đảm bảo có máy bay, khai thác hãng đã ký thỏa thuận về việc sẽ thuê 7 máy bay thân hẹp, một lối đi thuộc dòng A320 của Airbus để phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2018, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cục Hàng không Việt Nam sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kết quả thẩm định. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được báo cáo của Cục, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cơ quan chức năng bổ sung phần mềm quản lý thiết bị giám sát hành trình cho phép sở này truy xuất tất cả các xe ô tô vi phạm về tốc độ, thời gian điều khiển xe, hành trình chạy xe để xử lý. Hiện nay, mỗi lần kiểm tra, nhân viên của sở phải vào từng đơn vị vận tải. Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị phân cấp cho phép sở giám sát được tất cả các xe ô tô đang hoạt động trên địa bàn, không phân biệt tỉnh, thành phố nào quản lý, để kịp thời nhắc nhở, xử lý, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn. Hãng taxi Thành Công tại Hà Nội vừa ra mắt ứng dụng đặt xe trên nền tảng công nghệ chatbot mới nhất của Facebook có tên gọi A-Công Thành Công App. Theo đó, ứng dụng này tận dụng hạ tầng sẵn có của Facebook là ứng dụng Facebook Messenger, đang được cài đặt trên điện thoại của khoảng 40 triệu người tại Việt Nam, sẵn sàng trải nghiệm dịch vụ mà không yêu cầu người sử dụng phải tải hay cài đặt thêm ứng dụng thứ hai. Thông qua hệ thống định vị toàn cầu, điện thoại và Messenger, ứng dụng của Thành Công sẽ tự động nhận diện và đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất cho khách hàng giống như một nhân viên tư vấn. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào, lên đường bắt xe,
xe khách đua tốc độ, dừng đỗ đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Thưa quý vị, các tuyến đê luôn giữ nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc phòng chống lũ bão. Ấy vậy mà nhiều năm qua, nhiều tuyến đê luôn tiếp bị xuống cấp vì xe tải quá khổ lưu thông. Thậm chí là các xe quá khổ quá tải còn lựa chọn đây là tuyến đường máu nhằm tránh lực lượng chức năng. Tại Hà Nội, tuyến đê Yên Nghĩa thuộc địa bàn quận Hà Đông cũng đang ngày càng bị xé rách bởi lượng xe tải chở vật liệu xây dựng ngày đêm qua lại. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên Giao thông An toàn. Mặt đường nứt toác, nham nhở. Không ai nghĩ những vết nứt chằng chịt này mới chỉ xuất hiện trong gần một năm trở lại đây. Dọc cái bờ đê thì là cái đê nó bị hỏng hóc rất là nhiều. Các cái ổ voi, ổ gà nó tạo ra thì là đi người đi xe máy rất là khó. Mà những cái đường nó lại trần đê nó chật, mà xe ô tô tải nặng mà đi vào nữa thì là lúc mà tránh nhau rất là khó. Thường thường là bà con mà nhìn thấy ô tô là phải dừng lại tránh. Là tuyến đường đê nối với trung tâm quận Hà Đông, do đó lượng người lưu thông qua đây rất đông. Đường bong chóc khiến nguy cơ tai nạn luôn rình rập, nhất là vào ban đêm. Tôi đi chợ đêm, nhiều lúc đi chợ đêm, đi từ 2-3 giờ sáng đi đường nó vừa ngập này, vừa bẩn này, vừa nhiều lúc tôi bị ngã. Mà giờ đi nhiều chị em phụ nữ đi chợ đêm, vất vả lắm mà ngã. Việc mà đê xuống cấp thì là cũng sẽ có thể là gây ra các cái việc mà nó gây ra các cái sạt trượt, rồi là có thể là giãn nứt cái mặt đê. Theo người dân khu vực, từ ngày trạm bơm Yên Nghĩa được xây dựng, lượng xe tải lớn chở vật liệu xây dựng qua đây ngày một gia tăng, khiến việc đi lại và cuộc sống của người dân đảo lộn. Nhiều người sợ hãi phải tìm đường khác tránh nạn. Trước đây thì là về phía quận Hà Đông cũng đã làm việc với cả chi cục quản lý đê điều để có phương án là xây dựng cái mô khống chế tải trọng để hạn chế cái việc xe quá tải trọng đi trên đê. Thế thì tuy nhiên là hiện nay cái nội dung này chưa triển khai được. Đấy, lý do hiện nay thì là có một cái công trình là trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, cũng là một cái trạm làm công trình trọng điểm của thành phố đang triển khai thi công. Chính vì cái nội dung là phục vụ công trình trọng điểm của thành phố thì là cái giai đoạn hiện nay là cái việc có cái việc là xe của các đơn vị thi công trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đi trên đó đi qua. Theo quyết định Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thi công xây dựng các hạng mục trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, các xe tải phục vụ dự án được phép đi trên tuyến đê này. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm gia cố, bảo dưỡng, sửa chữa những vị trí hư hỏng trên đê do quá trình thi công gây ra. Nhưng theo người dân khu vực, thời gian qua không hề có hoạt động sửa chữa mặt đê nào diễn ra. Đường thì xuống cấp gập gồ, mưa thì không thoát nước. Ô tô tải thì đi qua nhiều mà đi đường bẩn lắm, nhìn chung là tôi thấy là cần phải khắc phục, xây dựng lại đường xá cho bà con, nhân dân đi lại trong vùng cho đỡ vất vả. Mong muốn của người dân là hoàn toàn chính đáng, nhất là khi dân đã chia sẻ trách nhiệm và thông cảm cho những bất tiện mà việc xây dựng dự án trọng điểm của thành phố gây ra. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin Giao thông An toàn ngày 14 tháng 6 của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.